làm rõ về mục sư Kenjo và mục sư Robert Asusi. Ronan Mujona là một cựu satanist được giải cứu bởi mục sư Kenjo Asusi ở Zimbabwe. Chứng ngôn của ông được tìm thấy ở đây. Xin chào, tôi tên là Ronan Mujona. Tôi đến để bảo vệ mục sư Kenjo và mục sư Robert Asusi vì có nhiều sự giả dối và vu khống mà Internet và giới truyền thông đang đưa ra về họ. Những trải nghiệm của mục sư Kenjo và mục sư Robert Atsushi là ban đầu được viết bằng tiếng Nhật nhưng đó là ở đất nước Brazil này mà ông báo cáo đã được dịch sang tiếng Bồ Đào Nha và sau đó để các ngôn ngữ khác bởi những người đáng tin cậy. Họ không thay đổi chi tiết về kinh nghiệm của cha con Atsushi bằng các ngôn ngữ khác. Sau cái chết của mục sư Kenjo Atsushi, bất kỳ ai muốn in kinh nghiệm sách và bán chúng để kiếm lời nhưng mục sư Robert Atsushi thì không cho phép họ làm như vậy. Nguồn, nhà truyền giáo Josivan cho nhà thờ Mission of Nation đã đăng những lời chứng của người Bồ Đào Nha đó trong Evangelist Josivan for the Mission of Nation chúc posted Google Test 2017.blogspot.com sau đây là lời chứng của Ronan Mujona là một cựu satanist đã được giải cứu khỏi Satan để quay về với chúa bởi mục sư Kenjo Asushi ở Zimbabwe. Ronan Mujona của Zimbabwe 1, cựu Satanist được giải cứu bởi mục sư Kenjo Asushi Từ thành phố Muta, Zimbabwe. Tôi là một cựu Satanist, được giải thoát bởi sức mạnh của máu của Chúa giê -xu. Trước khi tôi được sinh ra, cha mẹ tôi đã thực hiện một nghi lễ trên cơ thể của họ theo yêu cầu của một nhóm phù thủy. Thông qua nghi thức đó, cha tôi đã thủ dâm trong một cái bát. Đêm đó, họ thu thập vật liệu di truyền của anh ấy và làm phép thuật phù thủy với tinh dịch của cha tôi và đưa nó cho mẹ tôi để tiêm vào phần riêng tư của bà ấy tinh dịch đó đã được dâng hiến cho satan để được sinh ra với tư cách là con trai của nó trong bụng mẹ tôi tinh dịch không chết và còn sống tôi có thể nói rằng mọi thứ đều được chúa cho phép vật liệu di truyền đó đã không chết bởi một phép lạ để sống và kể lời chứng này sau khi mẹ tôi tiêm tinh dịch tận hiến họ đã thực hiện một nghi thức trên bụng của bà để cung cấp cho tôi mẹ tôi được chọn làm mẹ của con trai quỷ dữ nghi thức rất mạnh mẽ và được thực hiện vào ban đêm một tháng sau cô cảm thấy có triệu chứng mang thai một người phụ nữ khác cũng có nghi thức mang thai giống như mẹ tôi cô cảm thấy đau đớn ở phần bên trong của mình và cảm thấy một cái gì đó thâm nhập vào phần thân mật của cô bụng của người phụ nữ này lớn lên nhưng nó không phải là một đứa trẻ sinh ra mà là một khối u sơ. Satan không thể sinh ra đứa trẻ này. Người phụ nữ này đã kể kinh nghiệm của mình cho mẹ tôi nghe. Một tuần sau, cô bị ung thư buồn trứng và tử cung của cô trở nên thối rữa. Mẹ tôi cũng có thể đã trải qua điều tương tự, nhưng Chúa Giêsu đã làm việc trong cuộc đời bà. Tôi được sinh ra thông qua một nghi lễ tinh dịch và bắt đầu tham gia vào phù thủy từ khi tôi 7 tuổi. Cha mẹ tôi đã khuyến khích tôi trong những nghi lễ rùng rợn, giúp tôi bắt đầu trong thế giới phép thuật. Cha tôi chết vì bị Satan bắt làm nô lệ. Mẹ tôi rời bỏ phép thuật phù thủy và cải đạo thành Chúa Giêsu. Anh trai tôi là một tên trộm và đã bị cảnh sát sát hại. Mẹ tôi được cải đạo bởi hai người truyền giáo Bắc Mỹ đến đây trong một công việc truyền giáo ở Mô -ta. Mẹ tôi đã truyền giáo và cầu nguyện cho tôi. Tôi đã 20 tuổi, đã đắm chìm trong ma thuật đen và sức mạnh của bóng tối. Tôi cảm thấy một sự căm ghét sâu sắc đối với hai người truyền giáo đã giải cứu mẹ tôi khỏi thế giới tối nghĩa của phép thuật phù thủy. Tôi bắt đầu đi sâu vào các nghi lễ của mình và bắt đầu uống máu từ rắn và chuột. Satan đã nói với tôi qua những giấc mơ rằng tôi nên làm gì để trở thành con trai của nó với siêu năng lực. Mỗi đêm khi tôi đang ngủ, một nguồn năng lượng tiêu cực xuất hiện trong tâm trí tôi khiến tôi mơ ước được nói chuyện với Satan. Anh ta bảo tôi giết tất cả các cơ đốc nhân đang cản trở công việc của anh ta. Tôi bắt đầu gửi phép thuật mạnh mẽ để giết những người truyền giáo. Một cơ đốc nhân đã lái một chiếc xe hơi với hai người truyền giáo đã đi ra mà không bị tổn thương từ phép thuật của tôi, điều đó làm tôi sợ hãi. Cách đây hai năm, một người truyền giáo người Brazil tên là Tiago đã đến để làm công việc truyền giáo ở đây ở Zimbabwe. Tôi đã ném một câu thần chú chết chóc mạnh mẽ, anh ta không chết và bị bệnh trong một tuần. Khi anh ấy trở nên tốt hơn, anh ấy trở lại Brazil. Người truyền giáo này đã cải đạo một vài người ở đây trong đất nước tôi. Sự ra đi của anh ấy là một chiến thắng đối với tôi. Nếu không có người truyền giáo đó, kế hoạch của Satan đã được phép tiến triển. Đức Chúa Trời cho phép câu thần chú đến với anh ta để chứng minh đức tin của anh ta, sứ mệnh gai góc của anh ta đã thử thách đức tin để xem liệu anh ta sẽ tiếp tục hay khiến anh ta bỏ cuộc. Tôi đã nhận được sự mặc khải này sau khi tôi cải đạo theo Chúa Giêsu. Khi tôi đắm chìm sâu trong thế giới đen tối của bóng tối, tôi đã không hiểu tại sao người truyền giáo dêm không chết sau khi câu thần chú được sử dụng trên người anh ta để gây ra cái chết của anh ta anh ấy bị ốm khiến tôi tò mò muốn biết điều gì đã bảo vệ những tín đồ này điều này làm tôi bối rối và điều này khiến tôi phải củng cố giao ước satan của mình để có được nhiều sức mạnh ma quỷ hơn trong một khải tượng tôi thấy một cái thang bắt đầu trên trái đất và đi xuống vực sâu trần thế tôi đang đi xuống cầu thang mỗi bước đi tôi lại đi xuống địa ngục gần hơn tôi tiếp tục đi xuống và nhận được tất cả sức mạnh của địa ngục tôi được khoác lên mình những quyền năng của bóng tối nhận được sự huấn luyện địa ngục áo giáp của đức chúa trời tôi sử dụng phép thuật cho tất cả các cơ đốc nhân đã đến để truyền giáo trong khu vực của tôi cộng đồng nghèo trong làng tôi đang cải đạo và số lượng cơ đốc nhân ngày càng tăng tôi bắt đầu tấn công một số cơ đốc nhân bằng phép thuật chết chóc tôi đã thành công tôi đã giết nhiều nhà truyền giáo với những bệnh tật khủng khiếp những con quỷ nói tấn công chúng, chúng không mặc áo giáp của thần chúng. Tôi đã tuân theo mệnh lệnh này và tôi đã rất thành công. Một số tôi không thể giết và họ bị bệnh và chẳng mấy chốc họ đã hồi phục. Những con quỷ đã truyền lại tất cả thông tin của các cơ đốc nhân. Họ nói, hãy tấn công cơ đốc nhân này. Tôi sẽ làm phù thủy và những cú vô lê bằng đá cẩm thạch đen trông giống như tiếng súng, bắn trúng những tín đồ đó. Những căn bệnh xấu xa đã làm ô nhiễm cơ thể của họ đây là cái giá mà nhiều cơ đốc nhân phải trả cho việc bất chấp sức mạnh của phép thuật phù thủy mà không sống một cuộc sống thánh thiện nếu bạn chưa từ bỏ thế giới và muốn làm nhiệm vụ ở châu phi đừng đi vì bạn có thể bị ma quỷ tấn công một số cơ đốc nhân không thể bị giết hoặc bị bệnh tật chúng vẫn còn nguyên vẹn và không có gì xảy ra với chúng tôi có thể thấy ấn của đức thánh linh trên họ họ đã có một quả cầu lửa trong cuộc sống của họ tôi đã yêu cầu những con quỷ tiết lộ bí mật của những người đàn ông này. Tà Linh mở mắt ra. Tôi thấy những người tin vào áo giáp trắng, với áo giáp ngực, khiên, mũ bảo hiểm và áo giáp ngực. Họ trông giống như những kỵ sĩ chiến tranh, áo giáp của họ lấp lánh. Ác Linh nói rằng những tín đồ này được bảo vệ bằng áo giáp thiên thể và các phép thuật không thể xâm nhập vào chúng vì sự bảo vệ của chúng. Theo quan điểm chung của tôi, hơn một nửa số cơ đốc nhân mặc áo giáp không hoàn chỉnh, một số thiếu mũ bảo hiểm, những người khác không có áo giáp ngực và một số không có tấm khiên. Những người bị thiếu các bộ phận của bộ giáp đã bị đánh bởi các phép thuật trên phần cơ thể không được bảo vệ. Những người không có áo giáp đều trần truồng, không được bảo vệ khỏi bộ giáp thiên thể, nhiều người đã chết. Mỗi khi tôi muốn giết một tín đồ, tôi sẽ nhìn đầu tiên để xem liệu anh ta có áo giáp hay không. Những người mặc áo giáp của Đức Chúa Trời, các cuộc tấn công của tôi đã không thành công. Tà Linh đang nói chuyện với tôi nói, bạn cần phải hoàn thiện sức mạnh của mình. Quân đoàn trên không và trái đất nằm trong lãnh địa của bạn và bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tôi là một người có thẩm quyền tâm linh, người chỉ huy các quân đoàn và bạn là người có thẩm quyền chỉ huy một quân đoàn. Thẩm quyền của chúng tôi là như nhau, con là con trai của Lucifer, nó đã chọn con từ trong bụng mẹ con để thực hiện công việc của nó. Công quốc khi mẹ bạn mang thai bà đã dâng một vật hiến tế cho lucifer uống máu của các con vật và bạn đã cho ăn máu trong bụng mẹ bạn đã trở nên đặc biệt đối với cha của chúng tôi bạn là đấng cứu thế của chúng tôi mọi công việc của chủ nhân của chúng tôi và mục đích của anh ta đều nằm trong tay bạn công quốc zimbabwe sẽ xuất hiện với bạn được nhân cách hóa như một con người thông qua một nghi lễ mạnh mẽ bạn không chuẩn bị tinh thần để đến gần hoàng tử độ lớn của nó khủng khiếp đến mức sự hiện diện của anh ấy sẽ khiến cơ thể bạn rùng mình khi đến gần bạn hai ngày sau tôi không lãng phí thời gian của mình và đến nghĩa trang khi đến cổng nghĩa trang một con quỷ đã tiếp nhận tôi tôi mở một ngôi mộ và quan hệ tình dục với một xác chết của một người người phụ nữ này đã chết hai ngày trước tôi đã thực hành hoại tử những con quỷ đến với tôi và nói với tôi phải làm gì sau nghi lễ tôi bị buộc tội với năng lượng tiêu cực công quốc zimbabwe xuất hiện với tôi anh ta cao lớn và mạnh mẽ cơ thể anh ta thể hiện mình là một người đàn ông anh ấy nắm lấy tay tôi và chúng tôi bay đến thành phố lớn ha ra và anh ấy đưa tôi đến một số thành phố cho đến khi chúng tôi được đưa đến một nơi khác anh ấy đưa tôi đến tòa nhà cao nhất và nói tôi sẽ mang lại danh tiếng tiền bạc và nhiều thành công trong sự nghiệp của bạn nếu bạn nhận ra kế hoạch tuyệt vời của chủ nhân của chúng tôi lập một đội quân cho cha chúng ta và ông sẽ hướng dẫn và dẫn dắt những người này phải làm gì chúng tôi sẽ tiết lộ tất cả các kế hoạch của chúng tôi và bạn sẽ làm một cuốn sách phù thủy để họ thực hành những người đọc cuốn sách này sẽ bị lấy đi tâm trí của họ và trái tim bị nhiễm bệnh tôi sẽ cung cấp cho bạn những tiết lộ để bạn viết khi cuốn sách đã sẵn sàng bạn sẽ được biết đến trên toàn thế giới vị hoàng tử bóng tối đó đã chở tôi đến thành phố của tôi ngài đã đổ dầu trên đầu tôi sức cho tôi bằng sự sức dầu trong bóng tối tôi cảm thấy có một lực cuốn lấy cơ thể mình tôi nhận được một lớp vỏ bọc xấu xa và nhìn thấy một lớp áo vô cực bao phủ cơ thể mình dầu đó đã cho tôi vỏ bọc để đi vào địa ngục trần gian không ai đi vào địa ngục với thân thể xác thịt vì nó là một nơi tâm linh nếu không nhờ dầu mà công quốc đổ cho tôi tôi không thể vào địa ngục tôi cũng tin rằng đó là sự cho phép của chúa cho tôi vào nơi đó tôi và công quốc đi trên một con đường đi xuống và càng đi con đường càng rộng ra chúng tôi đến gần một cánh cổng tự mở và khi chúng tôi bước vào cánh cổng đã đóng lại nơi tối và được thắp sáng bằng lửa đỏ những linh hồn bị mắc kẹt ở đó và họ không ngừng la hét tất cả những người ở đó không có xác thịt Họ là những linh hồn. Người duy nhất bằng xương bằng thịt là tôi. Người được bao bọc trong một lớp áo tà ác bảo vệ cơ thể tôi khỏi tan chảy trong cái nóng của địa ngục. Nhiệt độ của nơi đó rất cao và hơn 500 độ C. Hoàng tử đi bên cạnh tôi nói, cha chúng tôi muốn gặp bạn. Con quỷ đó đã đi qua một số thung lũng địa ngục với tôi cho đến khi chúng tôi đạt đến ngai vàng đen. Tôi thấy sa tan đang ngồi trên ngai vàng đó anh ta không ở trong hình dạng của một con quái vật anh ấy là một người đàn ông đẹp trai và ngoại hình hoàn hảo dị giáo anh ấy nói con trai của tôi tôi đã chọn bạn cho một nhiệm vụ trên trái đất vào các nhà thờ làm ô nhiễm giáo lý của họ và truyền bá lời nói dối cho các cơ đốc nhân kẻ thù của tôi là những tín đồ không phải là người dân trên thế giới các cơ đốc nhân đã cho tôi làm hại trong suốt lịch sử tôi đã đạt được nhiều linh hồn của các tín đồ tôi đã lừa dối nhiều linh hồn của các tín đồ tôi đã lừa dối họ và nhầm lẫn họ bằng cách sử dụng chính kinh thánh satan cho tôi xem một cuốn kinh thánh và nói kinh thánh này đi kèm với sự dạy dỗ của chúng ta nó đã bị giả mạo chúng ta đang lừa dối tất cả mọi người bằng thần học lừa đảo của chúng ta mà không rao giảng chống lại tội lỗi thần học tự do của chúng ta nói rằng không có gì là tội lỗi và nhiều người đã rơi vào giáo lý này thần học về tiền định cho sự cứu rỗi là của chúng ta chúng ta đang sử dụng chính lời chúa để lừa dối chúng ta sử dụng vũ khí của riêng họ đó là kinh thánh một sự biến dạng nhỏ của lời làm thay đổi ý nghĩa của thông điệp và bạn sẽ là một công cụ lừa dối sẽ đưa nhiều người đến đây tôi đã sử dụng các nhà thần học sách để dạy sự giả dối và kinh thánh sai lầm để đánh lừa nhiều người hãy nhìn sang bên trái thung lũng và thấy những cơ đốc nhân bị giam cầm trong thời gian sau này thật dễ dàng để giành được linh hồn của các cơ đốc nhân xuống địa ngục khi bắt đầu nhà thờ trên trái đất điều đó thật khó khăn các cơ đốc nhân ban đầu đã thận trọng và tâm linh hơn họ là những vị thánh thực sự những người đã rất đau đầu bây giờ bạn phải trở về trái đất và hoàn thành sứ mệnh của mình Tôi đã thấy nhiều linh hồn của các cơ đốc nhân trong địa ngục và cách sa tan trưng bày những chiến lợi phẩm của mình. Linh hồn của những người không phải là tín đồ có rất ít giá trị, ma quỷ không đấu tranh chống lại họ. Linh hồn của cơ đốc nhân đã là ưu tiên hàng đầu của ma quỷ cho đến khi họ nhận được phần thưởng trong địa ngục cho mỗi cơ đốc nhân mà họ giành được. Tôi nói, lạy cha, hãy để con trị vì với cha trong địa ngục, vậy thì con làm sứ mệnh của cha. Ông trả lời, bạn không thể trị vì trong trạng thái này xác thịt của bạn không thể đứng vĩnh cửu trong địa ngục để chịu được áp lực của bầu không khí của nơi này bạn chưa có tinh thần thịt của bạn sẽ thối rữa nếu bạn ở lại đây hơn một ngày thân thể của bạn không phải là vĩnh cửu và vương quốc của bạn vẫn chưa đến khi bạn chết bạn sẽ trị vì với tôi và ngồi bên cạnh tôi satan đưa cho tôi một cây sắt đang cháy và gửi tôi đến tra tấn một linh hồn tôi bắt đầu hành hạ linh hồn đang hét lên trong tuyệt vọng toàn bộ điều ác của địa ngục đã xâm chiếm trái tim tôi niềm vui mà tôi cảm thấy khi tôi tra tấn linh hồn đó tràn ngập con người tôi satan nói khi bạn ở đây với tôi bạn sẽ tra tấn nhiều cơ đốc nhân bị mắc kẹt ở nơi này hoàng tử đi cùng tôi đã đưa tôi đến trái đất tôi trở nên mạnh mẽ hơn vì tôi đã nói chuyện trực tiếp với satan tôi đã đi kiểm tra sức mạnh của mình và yêu cầu dân làng mang cho tôi một con vật đã chết tôi muốn nâng cao đức tin của dân chúng nơi tôi bằng cách phục sinh người chết người dân trong làng tôi đã đưa một người đàn ông đã chết một ngày trước ông vẫn chưa được chôn cất họ ném cơ thể anh ta lại gần tôi tôi đã tạo ra một vòng tròn lửa và đặt xác chết vào bên trong vòng tròn đó tôi đã thực hiện một nghi lễ và cơ thể bắt đầu nổi lên Tôi nhìn thấy những con quỷ đang nâng xác chết lên. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy thi thể trôi nổi. Một quân đoàn quỷ chiếm hữu xác chết khiến người đàn ông bước đi mà không có sự sống. Mọi người hoan nên tôi tin rằng người đàn ông đã được phục sinh. Xác chết vô hồn đó đã đi được khoảng 20 mét và rơi xuống đất trước sự thất vọng của người dân. Những con quỷ đi ra từ bên trong cơ thể đó chứng tỏ rằng Satan không thể phục sinh và mang lại sự sống cho người chết. Chúa Giêsu là sự sống và tinh thần của sự sống nằm trong tay Ngài, chỉ có Ngài mới có thể làm cho một người sống lại. Tôi đã thất vọng vì tôi muốn có món quà là cho cuộc sống. Nếu cuộc sống ở trong máu, tôi đã nghĩ đến việc thực hiện một nghi lễ máu để nhận món quà đó. Ngày hôm sau tôi đã thực hiện một nghi thức hiến máu của chính mình. Tôi yếu vì mất máu và thị lực của tôi tối sầm lại. Tôi ngã trên sàn nhà bất tỉnh và linh hồn của tôi rời khỏi cơ thể tôi một con quỷ xuất hiện với tôi và dẫn tôi vào một nhà thờ tội lỗi anh ấy nói một số người ở đây đang chơi với đức chúa trời của họ và giả vờ là cơ đốc nhân tầm nhìn của tôi đã mở tôi có thể nhìn thấy những đốm đen trên nhiều người trái tim và tâm trí của nhiều người là màu đen đức chúa trời biết sự gần gũi thân mật của mỗi người và cho phép tôi nhìn thấy nội tâm của mỗi người tôi hỏi con quỷ đi cùng tôi xem nó có thể nhìn thấy những gì tôi nhìn thấy không anh ta nói không nhưng nói rằng anh ta có thể chạm vào những người yếu đuối về mặt tinh thần tôi hỏi nếu bạn không thể nhìn thấy bên trong của một người thì đó là vì người đó không có đức chúa trời ông trả lời tôi qua sự nhạy cảm thuộc linh tôi cảm nhận được tội lỗi trong họ tội lỗi bốc mùi tôi ngửi thấy và tiếp cận người đang ở trong tội lỗi nếu tôi không ngửi thấy mùi xấu xa tôi không đến gần vì tôi biết rằng người này được trong sạch và được thanh tẩy bởi huyết của đức chúa trời của anh ta ma quỷ bắt đầu chỉ ra những người trong nhà thờ những người toát ra mùi hôi thối của tội lỗi theo anh ta và tất cả những người anh ấy chỉ ra rằng tôi có thể nhìn thấy một vết đen ở bên trong vị trí đó anh ấy không thể nhìn thấy chỉ có tôi con quỷ nói nhiều người ở đây bị ô nhiễm tâm trí vì hình ảnh sách báo khiêu dâm Tôi nhìn vào đầu của nhiều người và nhận ra rằng bên trong tâm trí của họ đã bị bóng tối chiếm lấy. Tâm trí của họ là bóng tối thuần túy và linh hồn ma quỷ bay vào tâm trí họ. Con quỷ nói, tôi có thể phá hủy 90% nhà thờ đó chỉ bằng ma thuật đen và bắt đầu chỉ ra một số tín đồ đang phạm tội. Ông chỉ vào 8 người và nói chống lại những người mà chúng ta không thể chạm vào vì họ là những trái đầu tiên của nhà thờ này, tiền thập phân của Đức Chúa Trời của họ. Họ là 10% những người đang ngăn chặn toàn bộ nhà thờ bị phá hủy. Họ sống cầu nguyện và dâng hiến bản thân, chúng là pháo đài của nơi này. Nhà thờ đó có 80 thành viên, trong đó tám là không thể chạm tới. Tôi tỉnh dậy tại bệnh viện vì mất quá nhiều máu, huyết áp cao và tôi quay trở lại nhà của mình. Ngày hôm sau, một con quỷ xuất hiện với tôi và linh hồn của tôi đi cùng anh ta. Tôi đã lên không trung để gặp hàng triệu con quỷ con quỷ nói người này ở đây là ronan anh ấy là một trong số chúng tôi anh ta không được coi là một con người vì anh ta là chính con quỷ hóa thân trên trái đất anh ta là con trai của satan và đã bị kết án mãi mãi giống như chúng ta ngài sẽ làm việc với chúng ta để gây ra đủ loại hủy diệt tôi và một quân đoàn quỷ giữ bước vào một nhà thờ và nghiên cứu từng người và những điểm yếu của họ hầu hết các nhà thờ ở zimbabwe đều phạm tội những người trung tính tuân theo phúc âm chân chính thì rất ít mỗi ngày linh hồn của tôi rời khỏi cơ thể của tôi để tìm thấy những con quỷ trong không khí một ngày nọ tôi đang ở trên không trung cùng với một quân đoàn quỷ dữ một số thiên thần từ trên trời giáng xuống với thanh kiếm của họ những thiên sứ tham chiến này đã tiến hành chiến tranh chống lại quân đoàn đang ở bên tôi những con quỷ chạy trốn và để lại tôi một mình Tôi nghĩ rằng những thiên thần đó sẽ cắt tôi giống như họ đã làm với những con quỷ. Lưỡi kiếm của họ rất sắc bén. Họ đến gần tôi và nói, cuộc chiến của chúng ta chống lại ma quỷ, và các linh hồn là quý báu và thân yêu đối với Đức Chúa Trời vì chúng được mua bằng cái giá của máu thiên liêng. Nhìn thấy thái độ của mỗi thiên sứ, tôi nhận ra rằng cho dù Đức Chúa Trời có ghét tội lỗi đến đâu đi nữa, thì Ngài cũng yêu thương tội nhân các thiên thần đã lên thiên đàng và một người ở lại với tôi thiên sứ nói chúa đã cho phép linh hồn của mình rời khỏi thể xác và bước đi với ma quỷ vào các nhà thờ để xem tội nhân ẩn giấu trong mỗi cuộc sống tầm nhìn của bạn đã được mở ra để xem những gì không ai có thể nhìn thấy tất cả điều này là với sự cho phép của thiên chúa anh ấy đã chọn bạn ra khỏi bóng tối để tiết lộ bí mật ẩn giấu của những con quỷ ngày hôm đó tôi nhận ra rằng các thiên thần mạnh mẽ như thế nào khi họ đánh bại quân đoàn quỷ dữ đang ở bên tôi nhưng tôi đã có một hiệp ước với cha tôi là satan tôi đã được kết nối với anh ấy từ khi tôi sinh ra có một mối ràng buộc thuộc linh từ cha đến con trai tôi đã đề nghị tiền để quan hệ tình dục với một cô gái còn trinh mục tiêu của tôi là sinh ra một đứa con trai mới của lucifer Tôi đã kêu gọi một linh hồn xấu xa xâm nhập vào cơ thể tôi vào thời điểm quan hệ tình dục. Cơ thể tôi đã bị chiếm hữu trong hành vi tình dục. Cô gái bỏ đi và một tuần sau cô ấy mang thai đứa con của tôi. Tôi biết đứa trẻ đó là con gái của Lucifer. Tôi đã bị ám bởi một linh hồn xấu xa mà tôi tin là Lucifer. Tôi không nhớ hành động tình dục của việc bị chiếm hữu. 9 tháng sau, đứa trẻ được sinh ra đã chết tôi đã trả một số tiền cao để mẹ của đứa trẻ không được chôn cất và đưa thi thể cho tôi tôi đã ăn máu và thịt của đứa trẻ đó vì nó đã được dâng hiến cho lucifer tôi rất ghê tởm tôi đã gọi tất cả các thầy phù thủy trong một cuộc họp để nói về vấn đề này một trong những thầy phù thủy nói rằng không phải trong kế hoạch của lucifer rằng đứa trẻ này nên được sinh ra bởi vì tôi không phải là người phù hợp và phải là một cậu bé còn trinh ở vị trí của tôi chúng tôi đã chọn một cậu bé còn trinh để làm công cụ của satan và một cô gái còn trinh và cả hai đều được trả tiền để sinh sản một đứa trẻ satan đã kết hợp mình vào cậu bé và quan hệ tình dục với cô gái bằng cách khiến cô ấy mang thai sau nhiều ngày chúng ta không biết rằng linh hồn ma quỷ chiếm hữu anh ta nhưng anh ta tự giới thiệu mình là lucifer chúng tôi đã có một bữa tiệc cho lucifer để biết rằng cô gái đã mang thai tôi sẽ đăng ký đứa trẻ này dưới tên của tôi ba tháng sau cô gái ngã xuống sàn và đập vào bụng mất đứa trẻ vì sự thất vọng của chúng tôi hôm nay tôi biết rằng đức chúa trời đã không cho phép đứa trẻ này được sinh ra tôi đã rất tức giận và muốn trả thù vì xui xẻo tôi đã thực hiện các nghi lễ phù thủy trên sông để những con quỷ chiếm hữu động vật thủy sinh con cá trở nên hung dữ và tấn công ngư dân con cá dính vào lưới đánh cá điều đã không xảy ra một ngư dân đã bị tấn công bởi một con cá lớn gần như phải trả giá bằng mạng sống của mình những con cá sấu trở nên thông minh hơn và bắt đầu hạ thuyền xuống nước nhiều ngư dân đã bị cá sấu nuốt chửng các động vật thủy sinh bị kích động và nước sông đã giết chết nhiều người bằng cách khiến chúng bị chết đuối một con quỷ từ dưới nước kéo mọi người xuống đáy sông nghi thức của tôi trong nước đã có hiệu lực phép thuật của tôi mạnh đến mức chúng tấn công mọi người ở khoảng cách xa các nạn nhân thậm chí có thể ở một quốc gia khác tôi đã đóng cửa nhiều nhà thờ với phép thuật phù thủy ma thuật cao một số người chăn cừu sợ hãi đã buộc phải lập một hiệp ước với tôi trong các nghi lễ trong giao ước này họ có thể mở các nhà thờ của họ và thờ phượng đức chúa trời của họ miễn là họ giao linh hồn của chiên cho ma quỷ những mục sư này đã đóng tiền thập phân thu nhập của nhà thờ cho tôi Tôi đã sử dụng tất cả các lễ vật được đưa ra bởi trái tim của những người nghèo. Những người chăn chiên chấp nhận giao ước với tôi đã không quan tâm đến chiên. Họ chỉ nghĩ về lợi nhuận và sử dụng công việc của Đức Chúa Trời để kinh doanh. Những người không thực hiện hiệp ước và cố gắng thực hiện các hoạt động mục vụ của họ đã bị bắn phá bằng phù thủy và không thể chống lại sự áp bức của ma quỷ. Họ đóng cửa nhà thờ của họ và rời đi để không bao giờ trở lại. Tôi bắt đầu chế giễu đức chúa trời của những người tin chúa và không tin ngài. Tôi nghĩ rằng những con quỷ của tôi mạnh hơn. Điều khiến tôi tò mò là những thiên thần đã cùng tôi đánh bại quân đoàn quỷ dữ. Rốt cuộc, bất cứ ai đã tạo ra những thiên thần này, tôi muốn có câu trả lời về lý do tại sao những thiên thần đó có thể đánh bại những con quỷ đã nói dối rằng Lucifer là người sáng tạo. Tôi đã hy sinh 66 con gà đen, 13 con dê đen vào ngày 11 tháng 9. Ngày và số học rất quan trọng đối với chủ nghĩa Satan. Thứ sáu hàng tuần tôi làm các nghi lễ, nhưng để hiến tế 66 con gà đen và 13 con dê đen là một điều gì đó đặc biệt. Tôi đã mất nhiều tháng để có được tất cả những con vật cùng màu đó lại với nhau. Sau nghi thức này, tôi đã cầu xin Lucifer thành hiện thực cho tôi. Tôi có nhiều câu hỏi để hỏi. Anh ta xuất hiện trong nhà tôi và nói, đứa trẻ ở đâu, con trai tôi, người đã được thánh hiến như kẻ chống Chúa Giêsu của tôi. Bạn sẽ là phù thủy châu Phi vĩ đại nhất nếu bạn không thất bại. Tôi là một phù thủy được kính trọng, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền khi làm công việc ma thuật đen. Tôi có 5 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà ở một thành phố khác nhau. Tôi đã mua một ngôi nhà ở Hara, một ở Kadoma, một ở Chegutu và một ở Banduda. Tôi có 3 chiếc xe hơi và các hàng hóa khác, Tất cả những thứ này đều tốn kém tiền bạc của cuộc sống đã bị phá hủy bởi bàn tay của tôi. Mọi người đã trả giá đắt cho tôi để giết chóc, phá hủy và để lại cuộc sống trong đau khổ. Tiền của tôi bẩn thiểu, nó phải trả giá bằng máu. Nhiều linh hồn đang ở trong địa ngục vì tôi. Khi tôi cải đạo thành Chúa Giêsu, tôi đã bán tất cả tài sản có giá máu và hiến tặng tiền cho một tổ chức trẻ em bị bỏ hoang thuộc về một nhà thờ. Satan đã hiện thực hóa cho tôi và yêu cầu tôi cho một cô gái còn trinh kế hoạch của anh ta là xây dựng một thế hệ satan thông qua hạt giống của trinh nữ một sự thụ tinh ma quỷ bên trong tử cung của một trinh nữ tôi đã lừa một cô gái nói rằng tôi sẽ cho cô ấy một công việc và đưa cô gái đó đến với satan khi đến gần cô gái anh ta bắt đầu bỏ đi và nói tôi không thể chạm vào cô ấy cô ấy được sức dầu cô được lựa chọn bởi người đàn ông trị vì trên thiên đường. Tôi nói, cha, cha mạnh mẽ hơn, bây giờ bố đang nói với con rằng có ai đó mạnh hơn bố. Người đàn ông này là ai? Anh ấy tên là gì? Satan nói, Isu Hamasia. Tôi nói, tôi đã làm nghi lễ, tôi đã tiêu rất nhiều tiền để nghĩ rằng Satan là mạnh nhất. Tôi đã làm một nghi thức nghỉ phép cho anh ta cô gái này không phải là phù thủy cô ấy không có gì đặc biệt cô ấy chỉ là một cô gái nghèo satan nhìn tôi và nói bạn là ai để nói chuyện với tôi như thế này hãy quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ trước mặt tôi tôi nói ngài không còn là đức chúa trời của tôi nữa nếu có một đức chúa trời mạnh mẽ hơn các anh chị em thì tôi muốn phục vụ ngài tôi sẽ không quỳ gối trước một đức chúa trời là đấng sợ hãi một cô gái vô hại Satan tức giận và với ngón tay của nó, nó chạm vào bụng tôi và nói, "Ai sẽ sinh con trai là bạn. Điều này sẽ dạy cho bạn một bài học để không bao giờ thách thức tôi nữa." Satan nổ tung trước mặt tôi, biến một màn sương đen ra khỏi trần nhà. Cô gái là một tôi tớ của Đức Chúa Trời đã ra đi vì sợ hãi. Không có gì xảy ra với cô ấy, nhưng bụng tôi bắt đầu lớn lên. Đêm đó, ba con quỷ đến thăm tôi, mỗi con đều cầm roi da một trong số họ nói bạn sẽ không bao giờ nổi loạn với chủ nhân của chúng tôi nữa ông ấy là cha của các em chúng tôi những người vĩ đại hơn bạn chưa bao giờ thách thức ông chủ bạn nghĩ bạn là ai bạn chỉ là một người phàm trần ba con quỷ đó đã quất tôi cả đêm tôi đã trải qua vài ngày trên giường với cơ thể bị cắt đứt ốm yếu và sốt mẹ tôi là một cơ đốc nhân đã đến thăm tôi làm các phương thuốc thảo dược và chăm sóc vết thương của tôi. Cô ấy đã rao giảng tin mừng cho tôi. Tôi nói với cô ấy rằng Chúa Giêsu của cô ấy không đủ mạnh mẽ bởi vì tất cả các mục sư đều sợ tôi, họ lập các hiệp ước với tôi để không bị làm phiền bởi những câu thần chú của tôi. Đức Chúa trời của họ nhỏ bé, Ngài không thể đánh bại một người đàn ông bằng xương bằng thịt. Tôi muốn phục vụ một Đức Chúa trời vĩ đại hơn các vị thần của tôi. Tôi đến bệnh viện bác sĩ nói những người đã làm điều này trong cơ thể bạn là ai tôi nói rằng đó là một nhóm người đàn ông đã đánh tôi bác sĩ nhận thấy bụng tôi có một khối u tôi đã trải qua các kỳ thi và phát hiện ra rằng tôi có một khối u tôi nhớ rằng lucifer đã chạm vào bụng tôi và nói rằng tôi sẽ sinh một đứa con bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải quay lại đó để hóa trị tôi đã không quay lại bác sĩ và bắt đầu làm một nghi thức để được chữa lành mẹ tôi lo lắng về sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ hơn tôi đã thực hiện một số nghi thức chữa bệnh và khối u bắt đầu phát triển với kích thước của một quả cam tôi biết các linh hồn đã bỏ rơi tôi vì tôi không thể chữa lành bụng của mình tôi đã chữa khỏi cho một số người mắc bệnh nặng hơn nhiều và giải cứu họ khỏi bờ vực của cái chết lõi bụng của tôi đang phát triển và tôi đau đớn tôi đến thăm một nhà thờ nơi mà dân chúng đang khóc đó là nhà thờ mở duy nhất dám làm các dịch vụ của mình mà không thỏa hiệp với tôi. Khối u của tôi vỡ ra qua những lời cầu nguyện của những người đó, tôi đã được chữa lành khối u, khi nhận được sự chữa lành tuyệt vời này, tôi đã từ bỏ việc khủng bố nhà thờ nhỏ bé đó. Đức Chúa Trời không cho phép các nghi lễ của tôi chữa lành tôi để danh Ngài được tôn vinh. Nhưng Satan, không để mất linh hồn tôi đã xuất hiện trong phòng tôi nói rằng nó sẽ tha thứ bằng cách nổi loạn chống lại thẩm quyền của nó và chúng tôi đã lập một giao ước anh ấy nói rằng anh ấy sẽ trả lại quyền năng của tôi và vẫn thêm nhiều hơn nữa cho chúng lần này satan đã không thành hiện thực anh ta đến như một linh hồn mỗi lần anh ấy giới thiệu bản thân với tôi anh ấy không bao giờ đến dưới dạng quái vật anh ta luôn được nhân cách hóa như một người đàn ông đẹp trai tóc vàng với đôi mắt xanh cao và khỏe với hành vi hoàng gia của mình ông đã thu hút sự chú ý của tôi đến một nhà thờ mà không đóng tiền thập phân thu nhập hàng tháng của họ cho tôi satan nói rằng nó sẽ ban cho tôi quyền năng để tiêu diệt những người đó cũng chính nhà thờ mà những lời cầu nguyện của họ đã chữa lành cho tôi và là người mà tôi nợ lòng biết ơn của mình thì giờ đây satan muốn tôi hủy diệt satan nói rằng tôi là con trai của anh ta và không nên để một dân tộc tầm thường tiếp tục có được linh hồn trong lãnh thổ của tôi những lời nói xấu xa đó đã đi vào trái tim tôi satan đã biến mất nhưng đã để lại trong lòng tôi đầy hận thù hạt giống của cái ác một lần nữa được gieo vào tôi tôi muốn khôi phục danh tiếng của mình nhưng nhà thờ đó là một mối đe dọa đối với vương quốc của tôi kể từ khi tôi được chữa khỏi khối u tôi bắt đầu tôn trọng chức vụ đó tôi sợ phải đối mặt với nhà thờ đó và bắt đầu nghiên cứu những người trong giáo đoàn tôi khám phá ra rằng một người truyền giáo đang phục sự ở đó. Và nhà thờ bắt đầu bắt kịp vì chức vụ của ông. Điều khiến tôi ấn tượng là anh ấy bắt đầu chăn dắt mọi người và mọi người phải cầu nguyện trong một giờ trước khi phục vụ. Nhà thờ đó trông giống như một doanh trại quân đội của những người lính do Kenjo Asuchi, nhà truyền giáo nước ngoài lãnh đạo. Để tụ tập trong nhà thờ đó là rất khó khăn. Những người không thích cầu nguyện không thể chịu đựng được. Mục sư Asuchi không chấp nhận những người không thích cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã gửi người đàn ông có khả năng này để loại bỏ dân chúng khỏi nanh vuốt của Satan. Ông đã chứng minh quyền năng của Thiên Chúa của các tín đồ. Những con quỷ đã tuyệt vọng. Một con quỷ đến gần tôi và nói, các pháp sư đang đưa tay cho nhà thờ này. Linh hồn của họ không thể được chiến thắng bởi họ, họ thuộc về nhà vua của chúng tôi. Bạn đã làm một công việc tuyệt vời nhưng bạn đã phản bội nhà vua của bạn ngài có thể đã ban cho các em một vương quốc nếu các em không nổi loạn chống lại cha mình cuộc nổi loạn của bạn đã khiến bạn phải trả giá đắt đây là kết quả của tất cả những người đã phản bội chủ nhân bạn đã nhận được một cơ hội mới từ cha mình bạn có nhiều sức mạnh hơn trước nếu bạn phản bội cha mình bạn sẽ chết và mất vương quốc và cuộc sống vĩnh cửu của mình sự phản bội lớn nhất là bỏ rơi cha bạn bằng cách đi theo thiên chúa của các tín đồ. Đừng bao giờ đi theo con đường của họ, họ là kẻ thù của chúng ta. Bất kỳ phù thủy nào quay về với Chúa Giêsu số phận của mình là cái chết. Chúng tôi cần bạn, một nhà truyền giáo đã đến đất nước của chúng tôi và anh ta đang đạt được nhiều chỗ đứng. Nhiều người đang đi theo anh ta, những dấu hiệu của Chúa Giêsu đi cùng anh ta bất cứ nơi nào anh ta đi ngay cả với nhiều nỗi sợ hãi đối với người truyền giáo này tôi đã nói rằng tôi sẽ đến gặp anh ta để chứng minh rằng tôi là thầy phù thủy mạnh nhất không có tín đồ nào có sức mạnh chống lại tôi tôi tò mò muốn biết người đàn ông này là ai mà tất cả các pháp sư đều run rẩy con quỷ trả lời đừng đi đừng đến gần anh ta tôi sợ mất bạn vào tay chúa của họ các thầy phù thủy đến với anh ta được chuyển đổi thành chúa của họ ông đã giúp thành lập một nhà thờ bằng gỗ để tiêu diệt người đàn ông này làm nghi lễ của bạn trong nhà của bạn đừng bao giờ đi gặp anh ấy tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe con quỷ đó nói những điều đáng sợ như vậy về người truyền giáo đó tôi nghĩ chúa của anh ấy có mạnh mẽ như vậy không tôi sẽ phải điều tra người đàn ông này tôi không thể chấp nhận một người mạnh mẽ hơn tôi ý nghĩ đầy ác ý của tôi nói đừng chấp nhận một người đàn ông khác chiếm lấy lãnh thổ của bạn nhiều thầy phù thủy khi họ đến gần anh ta chỉ có sự hiện diện của anh ta rơi vào những biểu hiện ma quỷ anh ấy đang cải đạo các thầy phù thủy của làng tôi và đang có được linh hồn của họ những con quỷ biết ý định của tôi đã cảnh báo các thầy phù thủy về sự phản bội của tôi hai thầy phù thủy nguy hiểm đã làm những tác phẩm phù thủy chết chóc để giết tôi tôi bị ốm nhưng với món quà bói toán tôi phát hiện ra rằng cả hai đều là thủ phạm tôi chạy qua họ với một số phép thuật chết chóc hai người chết và một thầy phù thủy khác đứng dậy chống lại tôi tôi ném vào anh ta con quỷ chết chóc đã xâm nhập vào con trai anh ta kẻ đã giết chính cha mình bằng những vết đâm những phép thuật chiếm hữu này tôi đã làm trước đây khiến một con quỷ chiếm hữu một người đàn ông lấy khẩu súng lục ổ quay của mình và bắn bạn mình mà anh ta không làm gì cả khi cậu bé giết bạn mình bị bắt cậu bé không nhớ gì cả và khóc rất nhiều tinh thần chết chóc khi chiếm hữu anh ta đã lấy đi tâm trí tỉnh táo của anh ta và kiểm soát anh ta hoàn toàn mặc dù tôi là kẻ phản bội ma quỷ nhưng tôi đã giết ba thầy phù thủy tại sao những con quỷ không lấy đi sức mạnh của tôi tôi phát hiện ra rằng satan đang chơi với tôi như một bàn cờ cố gắng thuyết phục tôi để giành lấy linh hồn mình một con quỷ xuất hiện với tôi tôi sợ hãi tôi nghĩ rằng anh ta sẽ cho tôi một đòn roi như lần đầu tiên con quỷ xuất hiện với tôi và nói cha đã cho bạn thêm một cơ hội nữa ông ấy đã không lấy sức mạnh của mình mặc dù ý định của bạn là muốn phản bội việc đi đến nhà thờ đó cha chúng tôi đã hy sinh ba thầy phù thủy vì bạn linh hồn của các anh chị em có giá trị đối với lucifer hơn linh hồn của họ tôi nói tôi không còn tin tưởng anh ấy nữa Tôi đã bị lừa dối nhiều lần với những lời hứa hảo huyền. Con quỷ xảo quyệt đó nói, ngươi đã không tôn trọng chủ nhân, bạn đã bất chấp sức mạnh của anh ấy nhưng mặc dù vậy, anh ấy vẫn yêu bạn rất nhiều. Tôi trả lời, nếu anh ấy yêu tôi, anh ấy sẽ không đặt một khối u vào trong bụng tôi để lấy mạng tôi. Con quỷ nói, điều này sẽ không xảy ra nữa. Hãy tận hưởng cơ hội này ngày nay sức mạnh của bạn sẽ tăng lên nếu bạn vâng lời một tuần nữa tôi sẽ trở lại và nói với bạn phải làm gì tôi nói được rồi hãy trả lại sức mạnh cho tôi con quỷ đã biến mất tôi cảm thấy một thế lực tà ác đang chiếm lấy cơ thể mình tôi đang nhân lên tất cả năng lượng tiêu cực tôi cảm thấy dòng chảy của bóng tối xâm chiếm con người tôi bóng tối xâm chiếm căn phòng của tôi tất cả sự ác ý đã chiếm lấy linh hồn tôi tôi không thể gặp mục sư này theo lệnh của ma quỷ số lượng cơ đốc nhân tăng lên trong làng điều đó là quá nhiều đối với tôi một người lạ thu hút được nhiều người theo dõi hơn tôi nó chi phối trái tim tôi để nghĩ rằng tôi nên đo lường sức mạnh của mình chống lại nhà thờ đó không có thầy phù thủy hay cơ đốc nhân nào có thể đánh bại tôi lần đầu tiên tôi bị một người truyền giáo đánh bại mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn sàng anh ta được bao phủ trong áo giáp của chúa từ đầu đến chân, giống như một chiếc đồng thau tỏa sáng khi tiếp xúc với ánh mặt trời. Sự sức dầu của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của ngài đã ném tôi xuống đất. Tôi đã được giải thoát cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chính là qua sự giải thoát này mà tôi bắt đầu giúp đỡ công việc của Đức Chúa Trời. Mẹ tôi đã cầu nguyện trong 12 năm cho sự cứu rỗi của tôi. Cô ấy không bao giờ bỏ cuộc và cô ấy đã thắng trận chiến trên đầu gối trên sàn nhà cầu nguyện và chính nhờ giáo vụ của Kenjo Atsuchi mà tôi đã được cải đạo. Mọi người đều sợ phải đối mặt với tôi. Anh ta là người duy nhất có thể phát động một cuộc chiến thuộc linh chống lại tôi. Những người truyền giáo đã giành được nhiều linh hồn, nhưng họ đã chạy trốn khỏi tôi. Người duy nhất đối đầu với tôi là một quý ông Nhật Bản với vẻ ngoài khiêm tốn, David cũng vậy, người đã đối mặt với Goliath. David còn nhỏ, trong khi Goliath là một người khổng lồ. Tôi là Goliath, một người khổng lồ trong ngành phù thủy người không tin rằng một người khiêm tốn sẽ có can đảm đến gần tôi anh ta có vóc dáng thấp bé nhưng là một người khổng lồ được sức dầu bởi thiên chúa và chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh tôi tò mò muốn gặp anh ta và đi nhà thờ để thách thức anh ta tôi đã thất bại trong việc khuất phục anh ta và người ra ngoài đã đánh bại và xấu hổ là tôi khi sự sức dầu phát ra từ cơ thể anh ta tinh thần của tôi đã bị giật đi tôi ngã trên sàn nhà thờ và trong vài giây linh hồn tôi đã bị đưa xuống địa ngục lần này tôi không ở trong địa ngục với cơ thể xác thịt của mình đó là tinh thần của tôi theo nhà thờ cơ thể tôi đã bị đóng băng không một nhịp tim cả hội thánh cầu nguyện tôi sẽ không chết trước đó tôi đã xuống địa ngục trong một cơ thể sống lần đầu tiên theo lệnh của những con quỷ bây giờ tôi đã ở trong địa ngục lần thứ hai với cơ thể của tôi đã chết tôi đang ở cùng một nơi tối tăm lửa diêm sinh và hoạn nạn nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình và sợ bóng tối sức nóng dữ dội khiến tôi nghẹn ngào lấy đi hơi thở của tôi tôi sợ ma quỷ vì nỗ lực phá hủy nhà thờ của tôi đã thất bại những con quỷ bắt được tôi và dẫn tôi đến ngai vàng của satan tôi quỳ xuống và nói lạy cha xin tha thứ cho con satan nhìn tôi và nói ở đây bạn không thể thách thức tôi, tôi là vua của bạn và nơi này là vương quốc của tôi. Tôi nói, hãy nhớ đến cha, cha đã hứa rằng con sẽ trị vì với cha với tư cách là chúa. Satan cười nói, con người của bạn thật ngu ngốc làm sao? Cuối cùng tôi có chia sẻ ngai vàng của mình với bạn không? Hãy đưa con sâu đó ra khỏi đây và để nó chơi trong ngục tối địa ngục với những kẻ Satan. Những con quỷ đó đã kéo tôi Tôi bị ném vào một nhà tù tối tăm, tất cả cùng nhau đau khổ. Một sức mạnh vô hình bắt đầu xé nát xương cốt của tôi. Những người theo đạo Satan hét lên, chúng tôi đã phục vụ chủ nhân, chúng tôi không xứng đáng với điều này, Chúa đã phản bội chúng tôi, chúng tôi rất tiếc vì đã phục vụ chủ nhân. Các thầy phù thủy nói, bây giờ chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đường lối. Họ càng nói nhiều danh Chúa Giêsu, thì ngọn lửa càng thiêu rụi họ và sự dằn vặt của họ càng gia tăng. Họ kêu lên, linh hồn tôi đã tưởng nhớ tới Đức Chúa Trời của mẹ tôi. Chúa giê -xu cứu tôi, Chúa là sự cứu rỗi. Một thiên thần đi xuống nhà tù nơi tôi đang ở và những con quỷ buông tôi ra. Tôi bất lực trong việc đứng vững, mệt mỏi, choáng ngợp và mệt mỏi. Thiên thần ôm tôi vào lòng và kéo tôi ra khỏi địa ngục. Vinh hiển cho Thiên Chúa. Ngài là vị cứu tinh của ngọn lửa và sự dày vò của địa ngục, tin vào Ngài và được cứu khỏi sự kết án. Tôi thức dậy trong nhà thờ. Tôi đã bất tỉnh trong một giờ. Dịch vụ kết thúc một giờ sau đó vì tôi. Trong khi tôi không thức dậy, họ đã không rời khỏi nhà thờ. Đêm đó tôi cải đạo theo Chúa giê -xu và trở về nhà. Ngày hôm sau tôi không thể rời khỏi giường vì một con quỷ đã xuất hiện trong đêm và chạm vào bụng tôi mẹ tôi thấy tôi bị bệnh và biết về ma quỷ đã đến thăm tôi đã gọi cho mục sư truyền giáo anh ấy đến gần tôi đặt tay lên bụng tôi tôi cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt dạ dày của mình và tôi nôn ra căn bệnh một quả cầu máu chảy ra từ trong bụng tôi tôi đã được chữa lành một lần nữa và người truyền giáo trở về đất nước của mình tôi cảm thấy ghê tởm với những linh hồn đã làm việc cho tôi và tôi đã rất thất vọng với chủ nhân lucifer của tôi người mà tôi gọi là cha anh ta đã hứa ngai vàng của mình cho tôi nhưng đã lừa dối tôi khi tôi ở trong địa ngục tôi thấy một số thầy phù thủy giống như tôi đã phục vụ lucifer hiện đang ở trong địa ngục tất cả đều bị lừa dối nó khoái động tâm trí tôi và tôi tin rằng tôi cũng đã bị lừa dối bởi những linh hồn xấu xa này tôi đã bị thuyết phục rằng tôi đang trên đường đến địa ngục bằng cách tin vào những lời nói dối của satan mẹ tôi đã đúng, Chúa Giêsu là con đường duy nhất. Nhưng thực tế là tôi không nhìn thấy Chúa Giêsu giống như tôi đã nhìn thấy chính Satan, làm cho đức tin của tôi khó tin nếu ngài là có thật. Tôi tin những con quỷ sau khi đi bộ và nói chuyện với họ quá lâu. Tôi thấy các thiên sứ của Đức Chúa Trời đang chiến đấu chống lại ma quỷ, nhưng tôi nghĩ chúng đến từ Lucifer. Tôi không thể đi theo một Đức Chúa Trời mà tôi không thể nhìn thấy, cho đến nay Chúa Giêsu của các tín đồ đã không thể hiện quyền năng thiên liêng của Ngài. Tôi đã quen với siêu nhiên ma quỷ, nói chuyện với ma quỷ và muốn xem liệu Chúa Giêsu có thật và mạnh mẽ như các tín đồ nói hay không. Tôi đã cải đạo theo Chúa Giêsu mặc dù có một nghi ngờ lớn về sự tồn tại của Ngài. Tôi đã từ bỏ phép thuật và tất cả các loại phù thủy bằng cách phát hiện ra rằng ma quỷ là cha đẻ của sự dối trá và lừa dối tôi muốn nhìn thấy chúa giêsu và tôi bắt đầu cầu nguyện tôi đã nhận được một lời mời để rao giảng ở thủ đô của ha ra bất chấp những nghi ngờ của tôi tôi đã được đổi mới trong hòa bình và biến đổi tất cả những điều xấu xa làm hại con người đã biến mất tôi lấy xe và đi đến ha ra khi tôi nhìn lại tôi thấy một quân đoàn quỷ dữ đang đi theo tôi tôi đã biết mọi thứ sẽ không kết thúc tốt đẹp những con quỷ không muốn mất linh hồn của tôi Tôi nhìn và bên cạnh tôi là một thiên thần và ở ghế sau là một con quỷ. Quân đoàn phía sau tôi lăn xe hai lần liên tiếp giữa đường. Tôi nhìn thấy cơ thể bị thương của mình trên sàn nhà. Một người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện với tôi và nói, bạn rất muốn nhìn thấy Chúa Giêsu của các tín đồ, cá nhân tôi ở đây, đừng sợ tôi ở với bạn. Tôi là một người thực sự, tôi không phải là một linh hồn, hãy chạm vào tay tôi. Tôi chạm vào vết thương và thấy rằng thân thể của Chúa Giêsu là thể xác. Ngài phán: "Hãy nói với hội thánh của ta rằng ta sống đời đời." Mắt ta nhìn vào bốn góc và ta thấy sự đau khổ của dân sự ta và sự bất chính của những người nói rằng họ là tôi tớ của ta. Chính tôi là người đã gửi thiên thần để đưa bạn ra khỏi địa ngục. Tôi cũng đã gửi thiên thần của tôi để bảo vệ bạn khỏi tai nạn xe hơi đó mẹ đã không để tinh dịch của cha các con chết trong nghi lễ đó để làm cho các con trở thành trái của phép lạ của ta tôi sẽ không để bạn chết tôi đã sống lại vì lợi ích của bạn ta đã sai tôi tớ ta từ một nơi xa xôi đến để giải cứu ngươi satan biết tầm quan trọng của các ngươi đối với ta anh ấy đã làm mọi thứ để khiến bạn trở nên quan trọng đối với kế hoạch của anh ấy mẹ cho phép tất cả những điều này xảy ra cho các con để chuẩn bị cho các con trên con đường của ta Mẹ cho các con biết thế giới của bóng tối để các con sẽ biết kẻ thù thuộc linh thực sự của mình là ai. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cuộc sống của bạn để chiến đấu với những kẻ thù đã tiết lộ rất nhiều bí mật ẩn giấu cho bạn. Bạn biết cách hành động của quỷ và biết cách đối phó với chúng. Tôi đã chọn bạn từ trong bụng mẹ bạn để giải cứu những linh hồn là nô lệ cho Satan. Chúa Giêsu nắm lấy tay tôi và chúng tôi lên thiên đàng. Chúng tôi đến gần dòng sông của sự sống chúa giê xu phán ngươi cần phải trong sạch trước khi bạn được sinh ra tôi tớ của tôi tinh dịch của cha bạn đã được nghi thức hóa trước khi nó được đưa vào bụng mẹ bạn các em đã được dân trong bụng mẹ cho satan đó là lý do tại sao satan đã ban cho bạn rất nhiều thẩm quyền và quyền năng địa ngục kể từ khi bạn còn là một đứa trẻ bạn đã trở thành một công cụ của ma quỷ cả một gánh nặng năng lượng satan ở trên các ngươi đã khiến các ngươi khó tin vào ta vì sự cứu rỗi của bạn hôm nay tôi loại bỏ vẫy khỏi mắt bạn tôi làm cho bạn tài sản của tôi tôi có một kế hoạch trong cuộc sống của bạn nước của dòng sông sự sống này sẽ thanh lọc cơ thể linh hồn và tinh thần của bạn và một sinh vật mới sẽ được sinh ra khi tôi lao xuống những vùng nước đó nước bẩn chảy ra từ tôi bắt đầu chảy ra từ bên trong tôi tất cả nỗi cay đắng và tội lỗi của tôi đã bị cất đi Tôi bước ra khỏi nước trong một người đàn ông mới. Sau đó, Chúa Giêsu đưa tôi lên không trung trong sự bao la của vũ trụ, nơi các thiên thần đã chiến đấu một trận chiến cho linh hồn tôi. Tôi đã hạnh phúc bên cạnh Chúa Giêsu. Tôi hối hận vì đã không lắng nghe mẹ tôi. Tôi đã mất bao nhiêu thời gian mà không phục vụ Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói, Satan đã hứa với bạn một vương quốc trong địa ngục. Anh ta không thể cho những gì không thuộc về anh ta. Vương quốc đó trong địa ngục chỉ là tạm thời. Chẳng mấy chốc, Satan sẽ bị ném xuống hồ lửa, giống như một hòn đá ném xuống sông. Ta có thể cho ngươi một quyền thừa kế vĩnh cửu. Chúa Giêsu đưa tôi lên thiên đàng và nói, hãy nhìn vào các thánh và thấy rằng mỗi người đã thừa hưởng một phần tài sản thừa kế của mình ở đây trên thiên đàng. Tôi đã nhìn thấy những ngôi nhà tuyệt vời và mỗi ngôi nhà đều có cư dân bên trong chỉ cần nghĩ rằng tôi có thể mất tất cả những điều này bởi vì tôi đã nổi loạn làm tổn thương tâm hồn tôi tôi đã rất ngạc nhiên về những gì tôi sẽ sớm thừa hưởng một sự thừa hưởng ánh sáng khác với phạm vi bóng tối mà satan đã hứa với tôi chúa Giê-xu đã cho tôi thấy cuộc sống của satan trước khi anh ta sa ngã trong khải tượng tôi thấy anh ấy tỏa sáng như một ngôi sao như thế nào cơ thể anh ta chứa đầy đá quý anh ta giống như một hoàng tử có vẻ đẹp vĩ đại và cai trị trái đất đầy đá quý một số thiên thần trên trái đất đã được cai trị bởi anh ta từ đất đến trời có rất nhiều con đường cho phép tiếp cận các vùng trên trời lucifer giống như một hoàng tử của trái đất anh ta có quyền truy cập vào thiên đường và là người cai trị kho báu của trái đất một số thiên sứ đã theo ông như một người có thẩm quyền một người đứng đầu và thông minh trong việc quản lý vương quốc của thiên chúa trên trái đất Thiên Chúa đã giao phó rất nhiều cho chết này. Trong khải tượng, tôi không nhìn thấy con người, chỉ có thiên thần, động vật và các thượng thiên thể khác. Ngai vàng của Lucifer nằm trên trái đất và ngai vàng của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Lucifer muốn ngai vàng của mình đứng trên đỉnh cao của thiên thượng giống như Đức Chúa Trời. Niềm tự hào và cái tôi của anh ấy đã thổi bùng trái tim anh ấy. Lucifer muốn trở thành Đức Chúa Trời và ở cùng với ngai vàng của mình trong các cõi trời. Và anh ta đã bị ném xuống với một phần thứ ba của các thiên thần đi theo anh ta. Anh ta đã tìm cách đánh lừa các thiên thần bằng mưu mẹo của mình và họ cùng nhau bị ném xuống. Nơi phần thứ ba của các thiên thần rơi vào, nó đã biến thành hỗn loạn và hủy diệt. Những thiên sứ này ở trong một phạm vi thuộc linh đơn giản, không phải là vườn Eden. Tuy nhiên, đức chúa trời đã không tạo ra con người và khu vườn ê đen tôi chỉ có thể báo cáo rằng trái đất được trang trí bằng đá quý khi các thiên thần rơi xuống trái đất mọi thứ đã bị phá hủy chúng trông giống như những thiên thạch rơi trên trái đất thưa các anh em tôi không nói rằng sau khải tượng này các anh em phải rao giảng nó trong nhà thờ chỉ rao giảng theo như kinh thánh ra lệnh tôi nói về những khải tượng này khi tôi kể lại chứng ngôn của mình trong lời rao giảng của mình, tôi chỉ nói nơi kinh thánh ra lệnh để không gây ra tranh luận. Trong khải tượng khác, Đức Chúa Trời đã tái tạo thế giới được bao phủ bởi nước và không có hình dạng. Đức Chúa Trời đã không cho phép các thiên thần sa ngã vào thế giới được tái tạo. Họ đang ở trong một lĩnh vực tâm linh khác trong một phần của vũ trụ. Họ không thể vào thế giới trên mặt đất vì họ xấu xa. Chỉ những người thuần khiết bước vào vườn Eden mới được phép vào. Những thiên sứ này canh giữ khu vườn giống như Lucifer canh giữ ngọn núi của Đức Chúa trời trước khi nó sa ngã. Lucifer chiếm hữu con rắn để vào vườn và lừa dối Eva. Chúa Giêsu phán rằng Ngài đã cho phép sự xâm nhập của quỷ dữ trong vườn để thử thách đức tin của Adam. Hôm nay tôi hiểu rằng mọi thứ đều được Đức Chúa trời cho phép thử thách đức tin của chúng ta. Khi quỷ dữ thử gióp, trước tiên anh ta xin phép Đức Chúa trời tôi đã bị lóa mắt bởi những điều mặt khải này đến nỗi tôi đã quỳ xuống trước Chúa Giêsu. Tôi nói, lạy Chúa tha thứ cho con, con biết rằng con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Tôi đã giết nhiều người bằng phép thuật của mình, tôi đã làm xấu hổ con trai của bạn và nhiều người đã chết bởi bàn tay của tôi, những người có thể chiến thắng linh hồn ngày hôm nay. Chúa Giêsu nhìn tôi và nói, ân điển của ta đã xóa bỏ những vi phạm của các ngươi bây giờ hãy đi và cứu những người bạn của bạn đang ở trong phù thủy đừng để họ đi đến cùng số phận của satan với hồ lửa giải thoát họ khỏi con đường của một lời nói dối con nói lạy chúa con sẽ trung thành với chúa con sẽ giải phóng các tù nhân nhân danh ngài tất cả những thiệt hại mà con đã gây ra trong vương quốc của bạn tôi sẽ làm việc trong công việc của bạn để khôi phục lại cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời tôi tôi sẽ giành được nhiều linh hồn lên thiên đường hơn là tôi đã xuống địa ngục khi tôi nói xong những lời này linh hồn của tôi đã hạ xuống trái đất với tốc độ cao khi tôi thức dậy tôi đã ở trên sàn nhà ngay ngày hôm đó tôi đã giành được nhiều linh hồn tôi muốn cảm ơn nhà thờ của tôi đã giúp tôi ghi lại chứng ngôn này cầu mong bản ghi âm này lan rộng khắp thế giới cứu sống và cảnh báo anh em về sự nguy hiểm của thế giới bóng tối của bóng tối đừng đùa về việc trở thành một cơ đốc nhân ác quỷ sẽ không chơi khi anh ta đi thu thập linh hồn của mình đừng đánh giá thấp tội lỗi và sự phù phiếm của thế giới này có thể dẫn bạn đến địa ngục thế giới này thật nguy hiểm nó có thể lật đổ bất kỳ cơ đốc nhân nào nếu người đó không theo dõi sức mạnh của bóng tối là khủng khiếp nếu bạn nghĩ rằng đó là bởi vì bạn là một cơ đốc nhân và bạn có thể chiến đấu chống lại những thầy phù thủy vĩ đại nhất bạn đang đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm, không có lời cầu nguyện thì không có sự chuẩn bị cho một cuộc đối đầu. Nếu không có sự thánh thiện, thì không có sự che chở của áo giáp của Đức Chúa Trời. Không có tâm xả ly, không có cách nào để ra trận. Cầu xin sự bình an của Chúa Giêsu và mối tương giao tuyệt vời của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh em. Amen. Nguồn, nhà truyền giáo Josivan, nhà thờ Mission of Nations, đi phép xa 2017.blogspot.com English 2. HTTPS 2.2 gạch chéo bit.li gạch chéo 3 C4 Haver 1. HTTPS 2.2 gạch chéo bit.li gạch chéo 3 QEL 2, .2 O3 Ronan Youtube HTTPS 2.2 gạch chéo bit.li gạch chéo 3 DIP